tôi sẽ thử coi lửa nha mọi người. Sinowa 45 nha, rất đẹp, mặt tiền đẹp nha. Hôm nay thì em có mở bô để xem bê tông nha, chế quên rồ zin nữa. Đây, lọc máy này vệ sinh là đẹp nha, bê tông này. Ui, bê tông thật tuyệt vời. Thời rất là ngon nha. Bao hơi cho mọi người nha. Bao hơi. Này về dọn dễ lắm mọi người. Về kiểm tra ống xăng đi lên nè, xăng mà nó lên nè. Rồi xúc mình xăng con nè. Cho nó chạy là căng chỉnh thôi ha. Đây là gang tay nè. Đây lọc gió nữa đây. Cái này có đầu máy thôi nha mọi người nha. Đầu máy không làm xích nha. Này nó chạy xích xích lửa nha. Xích lửa xích 325 rồi. Này bao hơi lửa nha. Đầu máy này thấy đủ đồ này. Con này em để cái đầu này em để cho bốn mươi một phẩy năm cc này. Nồng nó như là 41 ly, 42 ly, 41 ly. Chắc rất là khỏe. Con này để cho cái đầu này để cho 2,1 triệu nhé. 2,1 triệu bao ship luôn nha. Bao ship luôn, máy là chưa dọn nha, hàng bãi nguyên bản về chưa dọn nha. 2,1 triệu bao ship, đầu máy không có làm ship nha.